Kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời sự 17 giờ chiều nay, thứ hai, ngày 13 tháng 10 năm 2014 của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Bình với những nội dung chính như sau. Tròn một năm, Đại tướng Võ Nguyên Giáp về yên nghỉ tại Vũng Chùa Đạo Yên. Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh Quảng Bình quán triệt chỉ thị số 36 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội lần thứ 12 của Đảng. Hải Trạch phấn đấu hoàn thành chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trong năm 2014. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay ngày 13 tháng 10, tròn một năm, Đại tướng Võ Nguyên Giáp về yên nghỉ tại Vũng Chùa Đạo Yên. Từ đầu đến nay, đã có hơn 116.000 đoàn khách trong và ngoài nước với hơn 1,3 triệu lượt người về dâng hương và viếng mộ đại tướng. Trung bình mỗi ngày có hơn 4.000 lượt người. Ngày cao điểm có tới hơn 30.000 lượt người về Vũng Chùa Đạo Yên dâng hương, dâng hoa trước anh linh đại tướng của nhân dân. Với trách nhiệm cũng như lòng thành kính đối với người anh cả của quân đội nhân dân Việt Nam, lực lượng bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Bình đã luôn phiên túc trực bảo vệ và hướng dẫn khách thập phương về viếng tại khu mộ đại tướng đảm bảo trang nghiêm và tôn kính. Căn nhà lưu niệm của đại tướng ở làng An Xá, xã Lộc Thủy, huyện Lệ Thủy, nơi gắn liền với tuổi thơ của đại tướng, cũng thường xuyên có các đoàn khách trong và ngoài nước đến thắp hương và viếng thăm. Một năm kể từ ngày đại tướng Võ Nguyên Giáp về yên nghỉ tại đất mẹ Quảng Bình, toàn thể người dân Việt Nam nói chung và người dân Quảng Bình nói riêng vẫn luôn hướng về đại tướng với tấm lòng thành kính và thiêng liêng nhất. Sáng nay ngày 13 tháng 10, Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh đã tổ chức hội nghị quán triệt chỉ thị số 36 CTTE của Bộ Chính trị và triển khai công tác đại hội đảng các cấp tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12 của Đảng. Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh đã quán triệt chỉ thị số 36 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới đại hội lần thứ 12 của Đảng. Theo đó, chỉ thị số 36 đã nêu rõ yêu cầu, nhiệm vụ cần tập trung thực hiện trong công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng bộ các cấp bao gồm nội dung đại hội, công tác chuẩn bị văn kiện đại hội và tổ chức thảo luận các dự thảo văn kiện, công tác chuẩn bị nhân sự và bầu cử cấp ủy, số lượng đại biểu dự đại hội và việc bầu đại biểu dự đại hội đảng bộ cấp trên, thời gian tiến hành đại hội đảng bộ các cấp, việc sắp xếp bố trí cán bộ sau đại hội và chỉ đạo triển khai thực hiện. Theo kế hoạch của Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh, đại hội các chi bộ, đảng bộ bộ phận trực thuộc phải hoàn thành trong tháng 3 năm 2015. Đại hội các đảng bộ, chi bộ cơ sở hoàn thành trong tháng 6 năm 2015 và đại hội đại biểu đảng bộ khối hoàn thành vào tháng 8 năm 2015. Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh cũng yêu cầu quá trình chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng bộ các cấp trong khối phải theo đúng quy trình, nguyên tắc của Đảng, phát huy dân chủ, tăng cường đoàn kết thiết thực, an toàn. Thành đoàn Hội Liên hiệp Thanh niên thành phố Đồng Hới vừa tổ chức giải cầu lông thanh niên lần thứ 2 năm 2014, chào mừng 58 năm ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam 15 tháng 10 năm 1956, 15 tháng 10 năm 2014 và chào mừng thành công đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Quảng Bình lần thứ 5. Tham gia giải có gần 100 vận động viên đến từ 28 tổ chức đoàn hội cơ sở, trong đó khối xã phường có 15 đội, khối trường học có 4 đội và khối cơ quan xí nghiệp có 9 đội. Các đội thi đấu ở hai nội dung, đôi nam và đôi nam nữ. Qua 2 ngày tranh tài, gần 100 trận đấu đã diễn ra sôi nổi, hào hứng, thu hút đông đảo khán giả đến xem và cổ vũ. Thông qua giải, mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên được mở rộng, đoàn viên thanh niên các cơ sở đoàn được giao lưu, học hỏi kinh nghiệm, góp phần củng cố, xây dựng tổ chức đoàn hội ngày càng vững mạnh. Dịp này, thành đoàn Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam thành phố Đồng Hới đã phát động phong trào toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại đến toàn thể đoàn viên, hội viên trong toàn thành phố. Kết thúc giải, ban tổ chức đã trao 18 giải cho các vận động viên đạt thành tích cao ở các nội dung thi đấu. Thời gian qua, các hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Bình đã mở nhiều loại hình dịch vụ đáp ứng yêu cầu phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị hàng hóa, giảm những tổn thất trong sản xuất nông nghiệp. Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Phương Xuân và hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Đức Ninh ở thành phố Đồng Hới đã thành lập quỹ tín dụng cho xã viên vay vốn với mức lãi suất thấp để mua các loại máy móc phục vụ sản xuất nông nghiệp như máy gặt đập liên hợp, máy làm đất, hỗ trợ xã viên thực hiện những mô hình khảo nghiệm giống lúa mới năng suất cao, thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng trừ sâu bệnh và đầu tư hàng trăm triệu đồng để bê tông hóa kênh mương nội đồng. Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Thống Nhất, xã An Ninh, huyện Quảng Ninh đã đầu tư trên 100 triệu đồng để làm hàng rào nê lông bảo vệ diện tích lúa hè thu không bị chuột gây hại. Nhờ thực hiện có hiệu quả các dịch vụ nông nghiệp
và sử dụng các giống mới chất lượng cao, nên trong vụ hè thu vừa qua, năng suất lúa bình quân của các hợp tác xã đạt khá cao, từ 55 đến 60 tạ trên 1 hectare. Với sự hỗ trợ từ các nguồn vốn vay của chính phủ, ngư dân xã Bảo Ninh, thành phố Đồng Hới đã tăng cường đồng mới cải hoán tàu thuyền công suất lớn, vươn khơi bám biển, nên sản lượng khai thác thủy hải sản 9 tháng đầu năm đạt 90% kế hoạch. Theo đó, trong năm 2014, ngư dân xã Bảo Ninh đã mạnh dạn vay vốn đồng mới 15 tàu cá có công suất lớn với tổng kinh phí 75 tỷ đồng, đưa tổng số tàu cá toàn xã lên trên 400 chiếc với tổng công suất trên 25.000 CV. Trong đó, có 200 tàu thuyền có công suất từ 90 CV trở lên. Nhờ tăng cường đồng mới, cải hoán tàu cá công suất lớn và khuyến khích đánh bắt ở vùng biển xa, nên sản lượng khai thác hải sản trong 9 tháng đầu năm của xã Bảo Ninh đạt 5.000 tấn, đạt 90% kế hoạch của năm 2014 và vượt 25% so với cùng kỳ. Sau gần 4 năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đến nay xã Hải Trạch đã đạt 16 trên 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Dưới sự lãnh đạo của Ban chấp hành Đảng bộ, sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị và sự hưởng ứng nhiệt tình của người dân trong toàn xã, xã Hải Trạch đang phấn đấu hoàn thành chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trong năm 2014 này. Thời gian qua, xã Hải Trạch đã tập trung chỉ đạo bà con nhân dân đẩy mạnh phát triển sản xuất, từng bước nâng cao đời sống, phát huy nội lực để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các tiêu chí trong chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Bên cạnh việc chủ trọng thúc đẩy phát triển kinh tế, nâng cao đời sống, thì công tác giáo dục đào tạo cũng đã được địa phương chủ trọng đúng mức. Vì vậy, chất lượng dạy và học ngày càng được nâng cao. Những năm gần đây, xã Hải Trạch còn chủ trọng xuất khẩu lao động. Đây là hướng đi có hiệu quả, góp phần xóa đói giảm nghèo cho người dân trong xã. Đến nay, tỷ lệ hộ nghèo còn dưới 5%, thu nhập bình quân đầu người trên 20 triệu đồng một người một năm. Hàng năm, giải quyết việc làm mới cho hơn 100 lao động. Hiện tại, toàn xã có trên 30 cơ sở sản xuất kinh doanh với nhiều ngành nghề khác nhau, có gần 200 phương tiện tàu thuyền, trong đó tàu đánh bắt xa bờ có 30 chiếc, đảm bảo vươn khơi bám biển. Việc đầu tư xây dựng các công trình khác như nhà văn hóa, chợ nông thôn, sân vận động, các trường học đã ngày càng đáp ứng nhu cầu của người dân. Xây dựng nông thôn mới đã trở thành phong trào rộng khắp trong quần chúng nhân dân ở xã Hải Trạch. Người dân đã ý thức được vai trò chủ thể của mình trong xây dựng nông thôn mới. Từ đó, tích cực hưởng ứng tham gia làm cho bộ mặt nông thôn ngày càng khởi sắc. Bản thân tôi, một người dân, cảm nhận là cái nhân dân ở đây đồng tình cao, hồ hởi, phấn khởi. Có thể nói rằng là cái phong trào này được nhân dân đồng tình ủng hộ. Và chúng tôi cũng kêu gọi tất cả mọi người dân trên đất Hải Trạch cũng đồng lòng, đồng sức với đảng, chính quyền địa phương để rút ngắn thời gian về sớm hơn. Đến nay, xã Hải Trạch đã đạt được 16 trên 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Hiện địa phương đang đẩy nhanh tiến độ hoàn thành 3 tiêu chí còn lại là trường học, cơ sở vật chất văn hóa và xây dựng thôn văn hóa. Chỉ đạo sâu sát của Ủy ban nhân xã được người dân đồng tình ủng hộ, chúng tôi đã đạt được 16 tiêu chí. Riêng 2 tiêu chí trường học và nhà văn hóa ở thôn thì chúng tôi đang phấn đấu là 2 trường, là trường cấp 2 và trường mầm non xã Hải Trạch đạt chuẩn giai đoạn 1. Còn trường cấp 1 thì đạt chuẩn giai đoạn 2. Thì riêng nhà văn hóa thôn hiện nay đã xây xong 3 nhà, còn một nhà nữa thì cố gắng đến cuối năm nay là xong để đảm bảo đúng tiến độ của huyện giao cho. Với những cách làm hay và giải pháp, biện pháp cụ thể từ cấp ủy, chính quyền địa phương cùng với sự đồng thuận cao của quần chúng nhân dân, xã Hải Trạch sẽ tiếp tục nỗ lực phấn đấu để về đích sớm trong việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Bây giờ mời quý vị và các bạn theo dõi những thông tin thời tiết chiều và tối nay. Khu vực miền núi trên nhiều mây có mưa, có nơi mưa vừa, gió tây bắc cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 25 độ. Khu vực đồng bằng ven biển trên nhiều mây có mưa, có nơi mưa vừa đến mưa to, gió tây bắc cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 26 độ. Khu vực thành phố Đồng Hới trên nhiều mây có mưa, có lúc mưa vừa, gió tây bắc cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 26 độ. Dự báo thời tiết biển có mưa rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió đông bắc cấp 6, giật cấp 7, biển động, sóng biển cao từ 2 đến 3 m.